Kinh nghiệm mở quầy thuốc ở nông thôn, thủ tục chi tiết. Điều kiện về cơ sở vật chất. 1. Xây dựng và thiết kế. Địa điểm cố định, bố trí ở nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa nguồn ô nhiễm. Được tách biệt với các hoạt động khác. Xây dựng chắc chắn, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải dễ làm vệ sinh, đủ ánh sáng nhưng không để thuốc bị tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời. 2. Diện tích. Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh nhưng tối thiểu là 10 m², phải có khu vực để trưng bày, bảo quản thuốc và khu vực để người mua thuốc tiếp xúc và trao đổi thông tin về việc sử dụng thuốc với người bán lẻ. Phải bố trí thêm khu vực cho những hoạt động khác như khu vực ra lẻ các thuốc không còn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc để bán lẻ trực tiếp cho người bệnh, kho bảo quản thuốc riêng nếu cần, phòng hoặc khu vực tư vấn riêng cho người mua thuốc bệnh nhân. Trường hợp kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế thì phải có khu vực riêng, không bày bán cùng với thuốc và không gây ảnh hưởng đến thuốc, phải có biển hiệu khu vực ghi rõ sản phẩm này không phải là thuốc. Trường hợp quầy thuốc có bố trí phòng ra lẻ thuốc không còn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Phòng phải có trần chống bụi, nền và tường nhà bằng vật liệu dễ vệ sinh lau rửa, khi cần thiết có thể thực hiện công việc tẩy trùng. Có chỗ rửa tay, rửa và bảo quản bao bì đựng. 2. Điều kiện về nhân sự. Người phụ trách chuyên môn tối thiểu có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược, phải có chứng chỉ hành nghề dược theo quy định hiện hành. Quầy thuốc có nguồn nhân lực thích hợp, số lượng, bằng cấp, kinh nghiệm nghề nghiệp để đáp ứng quy mô hoạt động. Nhân viên trực tiếp tham gia bán thuốc, giao nhận, bảo quản thuốc, quản lý chất lượng thuốc phải có bằng cấp chuyên môn và có thời gian thực hành nghề nghiệp phù hợp với công việc được giao, trong đó người trực tiếp bán lẻ thuốc phải có văn bằng chuyên môn dược từ sơ cấp dược trở lên. Nhân viên cung cấp thông tin cho người mua thuốc độc, thuốc kê đơn phải là người phụ trách chuyên môn hoặc người có văn bằng chuyên môn dược từ trung cấp ngành dược trở lên. Tất cả các nhân viên thuộc trường hợp quy định trên phải không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, dược. Nhân viên phải được đào tạo ban đầu và đào tạo liên tục về thực hành tốt bán lẻ thuốc. Lưu ý, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có 2 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Cụ thể nội dung thực hành các chuyên môn sau: bán buôn, bán lẻ thuốc, xuất nhập khẩu thuốc, dược lâm sàng, cung ứng thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nghiên cứu dược, bảo quản thuốc, phân phối thuốc, quản lý dược tại cơ quan quản lý về dược. 3. Các giấy tờ cần phải có khi mở quầy thuốc ở nông thôn. Để mở quầy thuốc, bạn cần có những giấy tờ sau: bằng cấp chuyên môn ngành dược, bằng trung cấp dược, cao đẳng dược, đại học dược, chứng chỉ hành nghề y do Sở Y tế cấp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm. 4. Các chi phí khi mở quầy thuốc ở nông thôn. Chi phí mặt bằng, chi phí thuê mặt bằng ở nông thôn thường không quá đắt đỏ như ở thành phố. Tuy nhiên, để có được mức giá thuê tốt nhất, bạn nên tham khảo giá thuê mặt bằng ở khu vực mình định kinh doanh trước. Chi phí trang thiết bị, cơ sở vật chất, cụ thể bạn cần trang bị các dụng cụ y tế và các thiết bị cần thiết cho nhà thuốc như tủ thuốc, khay đựng thuốc, điều hòa. Chi phí nhập hàng hóa, đây là khoản chi phí quan trọng khi mở quầy thuốc. Đối với những người chưa có kinh nghiệm thì đây có lẽ là điều khiến bạn đau đầu nhất. Theo chia sẻ của dược sĩ Đặng Dương, giảng viên văn bằng 2 cao đẳng dược tại trường cao đẳng y dược Pasteur, nếu bạn chỉ có một số vốn tương đối, tốt nhất ban đầu bạn chỉ nên nhập những mặt hàng loại hàng được dùng nhiều, phổ biến nên cần nhập về bán để đáp ứng nhu cầu. 5. Làm gì để mở quầy thuốc ở nông thôn có lợi? Chọn vị trí đắc địa, nông thôn là khu vực dân cư khá thưa thớt, việc tiếp cận khách hàng cũng khá hạn chế. Do đó, quý vị nhất định phải chọn cho mình một địa điểm tiếp cận khách hiệu quả nhất. Tốt nhất là những nơi đông dân cư, gần trường học, bệnh viện hay chợ. Chiều lòng khách hàng, người ta hay nói tiếng lành đồn xa. Đặc biệt là đối với các đơn vị kinh doanh nhà thuốc khu vực nông thôn. Chỉ cần thuốc của quý vị tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo, chắc chắn người ta sẽ rỉ tai nhau tìm đến quầy thuốc của quý vị đấy. Chọn nguồn thuốc tốt, đây chắc hẳn là điều khó khăn khi mở nhà thuốc. Chọn lựa được nguồn hàng tốt chính là đường đi ngắn nhất, giúp quầy thuốc của quý vị tiếp cận khách hàng hiệu quả. truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.